Em Huy Anh Mobile chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Trước khi xem video thì anh chị và các bạn có quan tâm về giá cả ép kính thay màn hình thay thế một số các linh kiện phụ kiện của điện thoại thì hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Thì video ngày hôm nay thì em chào bán con Oppo A7. Con này là Oppo 3 A7. Em tháo ra để kiểm tra cho mọi người thấy là keo chỉ zin này. Đây là lắp lưng nhá. Cái keo chỉ zin này. Siêu pin cũng còn nguyên này. Chưa bóc này. Em cam đoan là máy chưa va đập mạnh, chưa bị ngập nước nhé. Chưa bị va nước, chưa va đập mạnh. Vỏ thì có xấu xước theo thời gian sử dụng thôi, có vết cấn mạnh ở bên bên phải đấy, có một vết vậy thôi, còn lại là đồ zin hết nhé. Em cam đoan là chưa va đập mạnh, chưa bị nước, đồ đạc chưa thay sửa một cái gì cả, máy zin đó. Em đi vào cấu hình máy nhé. Cấu hình con này thì mời cứ vào cài đặt này, vào phần giới thiệu điện thoại này. Con này là Oppo A7 phiên bản Android 8.1, chip Qualcomm lõi 8 nhé, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB đó. Ngoài ra thì mọi người có thể search thêm các cái chi tiết như độ phân giải camera hay gì thì hãy search Google nhé. Cấu hình Oppo A7 này. Cấu hình Oppo A7. Và 2GB. Đây. Cứ vào bất kỳ một trang nào đấy nó sẽ ra một cái chi tiết sản phẩm đây nhá. Oppo này A7 32GB, mạng 4G nhé, hai SIM nhé, Android 8 nhé, RAM 3GB nhé. Camera sau là hai camera, một mắt là 3 MP, một mắt 2 MP nhé. Camera trước là 16 MP nhé. GPS có, Bluetooth có, pin 4200 mAh này. Đó, ok chưa? Một mắt 13 MP, một mắt 2 MP. Vân tay này, mọi chức năng đầy đủ nhé. Mọi chức năng vẫn đang sử dụng. Ok. Rồi, ok. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Mọi người có thể add Zalo cái số điện thoại này của em này. 0978 513 326 này. Chi tiết cần tư vấn thông tin gì thêm thì inbox cho em vào Zalo nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.